Xin chào anh em nhé. Đó thì hôm nay cửa hàng xe máy Phương Lam mình lại lên giới thiệu cho anh em một chiếc siêu phẩm nha anh em nhé. Đó, dòng này gọi là dòng Honda Shadow. Đó, 600 phân khối anh em nhé. Đó, 600 phân khối, hải quan chính ngạch anh em nhé. Đó, đây anh em này. Con xe này thì giờ nói thật anh em là trên thị trường giờ thì còn rất là ít luôn. Đó, giấy tờ ví dụ đi đường thì có, nhưng mà những cái dòng xe mà hải quan chính ngạch như con xe này á, đó, thì cực kỳ là hiếm nha anh em nhá. Đó, bây giờ mình sẽ vào phần chi tiết xe anh em này. Đó, con xe này với cùng nước sơn nước xi anh em này, nhìn này, xe này là còn rất là ok luôn nha anh em nhá. Đó, đèn đuốc tất cả mọi thứ đều đi xe hết nhá. Đó, nước sơn nó giờ còn rất là đẹp luôn này. Máy dòng này là máy V nha anh em. Đó, máy V. Đó, nước sơn nước xi này anh em này. Đó, bóng có thể xoay gương được luôn nhá. Đó. Con này thì hiện tại được đăng ký biển Vũng Tàu anh em nhá. Đó đây, 72A100846 này. Đó. 00846 đây anh em này. Đó, nhìn phần lốp phần bánh tăm liền này. Đó, đang còn rất là ok luôn nhá. Đó, nhông xích này. Đó, đang còn rất là đẹp, dàn chân thì khỏi phải nói luôn rồi. Đó, bao phê luôn nha anh em. Đó, máy móc thì cực kỳ êm luôn. Đó, đợi một chút xíu mình sẽ lổ máy anh em mình test thử nhá. Đây anh em này. Đó, dàn chân này. Đó, rất là đẹp nha, máy V này. Đó, bình xăng cơ. Đó, con này thì đăng ký năm 1993 đến giờ em nhé. Đó, sản xuất 1993 đến giờ. Đó, đồng hồ công tơ mét, còi đèn đề, mọi chức năng đều hoạt động tốt hết nha anh em. Đó, một con xe phải nói gọi là cực kỳ lướt luôn nhá. Đó, cùm ga, cùm tay thắng tay ga này anh em nhìn này. Đó, nước sơn nước xi đang còn zin theo xe luôn nhá. Đó, đây cũng vậy này. Đó, zin theo xe hết. Đó, gương kính này đang còn rất là đẹp luôn này. Đó, giờ mình sẽ test máy cho anh em mình thử nhá. Xe đang nổ máy anh em nhá. Đó, trời ơi, garanti cực kỳ là êm luôn nha anh em. Đó, tiếng máy cực kỳ là phê luôn. Còi đèn đè mọi thứ chức năng không thiếu thứ gì hết này. Đó, cực kỳ là sáng luôn anh em nhá. Đó, đèn nháy này. Xi nhan trái phải trước sau đầy đủ hết anh em. Đó, anh em nào có thiện chí với dòng xe này á thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình nhá. Đó, hoặc bình luận phía dưới, đó, mình sẽ trả lời. Đó, cửa hàng mình thì có ship xe toàn quốc luôn nha anh em nhá. Đó, có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành. Ok, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em. Đó.